Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Tân An tổ chức chương trình gặp gỡ đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố với Hội viên phụ nữ năm 2023 về đồng hành cùng tổ chức hội trong hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh khởi nghiệp trong quá trình chuyển đổi số hiện nay. Tại hội nghị, các ý kiến đặt ra xoay quanh các nội dung như việc hỗ trợ về vốn cho hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất và thực hiện chuyển đổi số, đầu ra của sản phẩm sản xuất từ hợp tác xã, việc tiêu thụ sản phẩm của phụ nữ làm ra hiện nay gặp khó khăn. Ngoài ra, các hội viên phụ nữ cũng quan tâm đến các chính sách đào tạo nghề giúp phụ nữ thoát nghèo, việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho phụ nữ mở rộng sản xuất ở quy mô nhỏ và vừa.